À, quý cô à, à, gieo viên cho các cháu nhỏ à, Phật tử Bình Sơn à, Được niệm Phật, à, nít, nít nhỏ 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 nhỏ, thấy, dễ thương Kệ ừ. gieo viên cho các cháu khi mình đủ viên để gieo Vì nhớ là à, chúng ta sanh đến cuộc đời này có câu mà nhắc nhở mình Nhớ cái câu là sanh không mang đến, chết không mang đi Recording in progress. À, mình mà nghe đạo được uh, tin nhân quả mình uh, cũng uh, nhắc nhở con cháu của mình biết rằng uh, làm ăn kiếm tiền uh, uh, đúng đắn nhất là cái việc mà làm đồ chay mấy kiểu như mà mình uh, mình làm đồ chai mà mình uh, làm không sạch sẽ ví dụ như bỏ đồ mặn vào đây là cái tội lỗi rất lớn như vậy vì khi người ta ăn chay là điều rất tốt vì nhớ có những người người ta muốn ăn chay khó lắm nhiều lần mà người ta mới ăn được nhớ kỹ nhiều lần người ta mới ăn được vậy mà khi người ta ăn chay được mà mình à, làm đồ chay mà mình à, để đồ mặn vào cho nó ngon để mình bán chạy à, thật sự mà nói thì hỏi là lương tâm của mình điều này mình làm nó đúng hay không nên à, có những người mà người ta muốn ăn chay trường mà nhiều lần cái trở ngại suốt nhưng mà khi biết niệm Phật lễ Phật thì ăn chay trường được. Tại vì mình niệm Phật lễ Phật giết nó phát tâm từ bi ra. Mình nghe trong kinh Đức Phật dạy tứ sanh phụ mẫu. Giống như trong thời Đức Phật còn thể thế. À, Đức Phật đi khắc thực đi ngang cái gia đình đó. Có một con chó nó chạy ra nó sủa Đức Phật Đức Phật nói một câu rằng là Người đời trước tham lam Giàu keo kiệt Giữ cổ bo bo không biết Làm việc thiện việc tốt gì Khi chết đi tái sinh làm con chó Giữ cổ Chưa biết sợ hay sao Thì con chó nó nghe vậy xong Thì mấy ngày sau nó bỏ ăn và nó chết đi chủ nhà là là con của con chó là con chó là người mẹ khi chết đi tái sinh lại khi người mẹ này giàu sang đó thì vàng bạc của bà chôn ở dưới cái giường nằm bà lòng tham nặng quá khi bà chết đi bà đầu thai làm con chó giữa nhà thường nằm suốt ngay cái giường đó thì người con là chủ nhà mà nói rằng là ổn chó nó khỏe gì mà sao mà Con chó nó giữ nhà giỏi lắm sao tự nhiên nó chết hỏi người làm người làm nói rằng là con chó nó ra nó rủa khi thấy đức phật đi nghe đức phật nói mấy câu gì không biết sao nó bỏ ăn rồi nó chết thì ông này mới đến tìm đức phật hỏi đức phật đức phật nói con chó đó là mẹ của ông thì ông này không tin nó là ông có để ý là khi con chó này còn sống nó thường nằm ngay cái giường mà mẹ ông còn sống. Ở dưới giường đó, ở dưới đất đó là chôn vàng ở dưới. Tình chấp nặng nề, đầu thai làm con chó. Ông về ông coi có phải không? Nếu như mà đúng vậy thì ông nên làm những việc phước thiện gì đó. Tu nhân tích đức gì để hồi hướng, để cầu siêu cho mẹ không? Về ông coi thì thấy rõ ràng, vàng chôn ở dưới cái giường nằm. bọn con chó thường nằm chỗ đó suốt không đi đâu giữ cổ thì ông này ông ông thương mẹ quá ông phát tâm tu nhân tích đức và ông cố gắng tu hành hồi hướng thì sau này khi mà con chó này nó chết đi thì ông tiếp tục ông tu nhân tích đức cầu siêu chứ thì mẹ ông được siêu thoát lên cung chờ về báo mộng với ông là nhờ đứa con tu hành bố thí cúng dường làm việc thiện việc tốt thì bà được thoát cái thang rút sạch được sanh cũng chờ thì biết rằng cái lòng tham nó đáng sợ lắm vị. lòng tham nó cực kỳ đáng sợ rất nguy hiểm nên á, mỗi một người mình mình học đạo rồi khi mình cũng dạy con giáo dạy câu nó nghe không nghe thôi nhưng mà sau này khi quả báo đến với nó rồi lúc đó nó cũng sợ. biết sợ Viết rằng con người ta mà nếu mà không nghe đạo nhân quả cái làm sai mình không biết quay đầu đâu vị. ghê lắm nhưng mà khi quả báo đến rồi đáng sợ lắm. Cái đồng tiền mà nếu như mà Nó không chân chính ấy, vị, Nó không có xài được Thật sự mình cũng thấy nhiều người Gia đình làm nghề sát sanh hại vật Có khi quả báo nó đổ đến rồi Tiền mắt tặc mang Gia đình gặp nhiều tay ương ghê gớm lắm. Nên cái việc mà Khi người ta mà đã ăn chay trường được nha Nhiều người Người ta thấy điều đó tốt Người ta còn động viên Người ta dùng phương tiện nhiều cách để giúp cho người ta ăn chay trường. vì mà mình làm đồ chay là điều tốt tốt nhưng làm đồ chay mà có để đồ mặn vào thì đáng sợ lắm. thật sự này nữa, mình không hiểu gan cùng mình dám làm điều này kinh lắm quý vị. mà có đó, nghe quý vị có những loại chả nghe là có đồ mặn nghe quý vị có những loại chả có đồ mặn có lần à, người ta đem chả vô người ta cúng dường thì bắt đầu là xào nấu ra đây chúng em bữa đó những đứa gấp xong những đứa ăn ăn đó ủa chả này ăn ngon quá ta mà chả này sao mà nó có cái mùi tanh tanh nha xong rồi khi mình ăn xong rồi buổi trưa đó mình ngủ trưa ấy vị. mình nói ủa mình ăn chai lâu rồi tự nhiên mình đâu có thèm đồ mặn đâu ta tự nhiên buổi trưa nó ngủ trưa thấy ủa mình gấp cái miếng đồ ăn mà gấp cái miếng thịt rõ ràng gấp miếng thịt bỏ vô miệng mà hai ba lần vậy luôn xong mình mình buổi trưa mình ngủ thức dậy mình, mình, ngồi mình suy nghĩ ủa mình ăn chay lâu rồi mình đâu có thèm đồ mặn đâu ta mình có không nghĩ mình ăn đồ mặn nữa sao mà mình ngủ mình nằm trên bao mình thấy mình ăn đồ mặn rõ ràng luôn gấp đồ mặn mình ăn mà ủa mình đâu có muốn ăn đâu xong nghĩ là à coi là chả này chả này có vấn đề nghĩa là trong chả có đồ mặn, thấy không? có nghĩa là khi mình ăn chay thời gian lâu và mình niệm phật ấy vì chắc chắn vì nó có một cái cái sự mà mình 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 trực giác cao độ cho mình một cái cái sự mà thấy được điều đó. À. Nên quý vị biết rằng là có những loại chả vì ăn mà quá ngon là chắc chắn vì có khi có vấn đề. Chứ chả nếu chả chay thật sự luôn ăn chung chung nó nên từ nơi đó mà mà làm đồ chay mà bỏ đồ mặn vào là đáng sợ nên con cái của mình hay là mình làm cô giáo luôn có cơ hội mình học phật pháp mình biết mình cũng nói về câu nhân quả cho các cháu từ khi còn nhỏ nó biết dù cỡ nào cũng đặc biệt lắm đó quý vị có người mà hiểu phật pháp hiểu nhân quả mình lỡ phạm điều sai gì mình cũng có cơ hội quay lại tại vì đạo phật dạy là quay đầu là bờ nên mình đều có cơ hội có cơ hội quay đầu nên những đức học phật thấy mà có nhiều gia đình mà sát sanh hại vật khi sau này nó kỳ lắm rất là kỳ cục giống như ngày xưa mà hộ niệm cho gia đình chú nguyễn nhân công chính gia đình nó rõ ràng luôn chú khi mà còn một hai ngày nữa chú mắt chú nói rõ ràng khi mọi người nên ăn chay đi gia đình tôi nè sát sanh hại vật có được nhiều tiền nhưng mà gia đình tôi bây giờ mắc sạch hết Mắc sạch hết Nó rồi Gia đình người bệnh người chết rồi Chính bản thân tôi mà không được nhà chùa giúp thì Bây giờ cũng không có Tiền mua quan tài Tôi phi mọi người nên ăn chay Vì coi rõ ràng không Cái 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 địa chú Nguyễn Văn Công kia gần chết nó rõ ràng luôn mà bị ung thư xương xương mà cái đầu gói nó bự như cái chân voi mà cái lỗ nó thiệt là to mỗi ngày chú thanh sơn môi thịt thúi ra những cái hộ niệm mà nó thúi không tưởng tượng được môi trong nó ra ghê lắm mà nó bự thiệt là bự lên gì mà trong nó có cái lỗ thiệt là to thò tay vô được mà lạ ra hay sao nó vẫn bự bình thường chứ đúng ra thì thò tay vô được thì nó xì xuống quý vị nhưng mà khi chú vừa mắt đi là nó xì ra nó tràn ra ghê lắm kinh lắm mà hộ niệm cái ca đó là nó thúi đến mức lông ốc không tưởng tượng được nên phật nói rằng chúng ta chỉ một lớp da bên ngoài bên trong là máu mũ hôi thanh đây là mình mình thấy ung thư đồ nè cái vị thấy rõ ràng luôn đó nhiều người ung thư vì thấy rõ ràng không nó mình nó khi nó ung thư rồi nó ghê lắm nên chúng ta mà nghe đạo mà quý vị mình ăn chay trường được là đặc biệt lắm nếu ăn chay chưa được vì vị cứ niệm phật lễ phật đi Chưởng dưỡng lòng từ thêm phật lực gia trì cho mình ăn chay trường được và khi bị ăn chay trường được rồi là quý lắm nên những đứa nói với những người trong chùa khi mình đã không ở trong chùa mà ra ngoài cố gắng ăn chay cố gắng ăn chay cái được cái, cái chuyện ăn chay là nó trưởng dưỡng lòng từ lắm thật sự mà nói đó mình ăn chay là trước nhất là bản thân mình là ngưng lại cái việc sát sanh ngưng lại cái việc mà mượn thân xác của chúng sanh là ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình để đắp vào thân của mình việc ăn chay là một cái việc trưởng dưỡng lòng từ và nó giúp cho mình tâm tính cũng dịu bớt ít sân hận ít khó chịu thật sự mình ăn chay mình thấy rõ ràng sự lợi ích của ăn chay rất là lớn quý vị nhưng mà ai chưa ăn chay được dù còn ăn mặn thì bị cứ niệm phật lễ phật đi chỉ được tin chắc một trăm một ngày nó bị ăn chay trường liền tại vì niệm phật lễ phật giết mình ăn mặn có được Ờ à tự nhiên mình ăn chơi trường và con đùi con mũi con kiến mình không dám giết á nên những đức thường nói rằng là nghe vào tụi thì không giảng gặp một ổ kiến đi chắp tay lên quy y phật không đọa địa ngục quy y pháp không đọa ngạo quỷ quy y tăng không đọa bàn xanh đọc ba lần cho nó niệm phật vài câu cho nó nghe nguyện đời đời kiếp kiếp chúng ta đều gặp nhau là bạn lành hướng về cực lạc chỉ một lời nguyện đó thôi đó quý vị mà khi con kiến này nó tái sinh làm người mình như nó có duyên lành nhất định mình phiên nó niệm phật quý vị cứ có tâm đó đi những đức nó thật sự con mũi khi chích những đức những đức sẽ không bao giờ đuổi nó liền những đức để một chút tí ti những đức quy y cho nó xong niệm phật vài câu cho nó như câu quy y những đức vừa quy y có nghĩa là mỗi một con vật đến với mình đều có nhân viên nhưng mà thuận tình không ngày kể câu chuyện rằng trong một gia đình này mà người thân cha mẹ vậy đó, tái sinh vô gia đình này và bị con cháu giết mấy lần năm sáu lần tới lần cuối cùng là tái sinh lại làm người mới nói cho nghe rằng đã tái sinh gia đình này nhiều lần có làm con này con nọ con gà con vịt mà gia đình này giết em nên phật nói rằng là có duyên mới gặp nhau nên từ con người cho đến loài động vật đều là có duyên mới gặp nhau như con chó con mèo con gà con vịt con mũi con vật nào bò vô nhà mình ở trong nhà mình đều có nhân viên giống như câu chuyện nãy mà người mẹ quá tham chết đầu thai làm con chó ở giữa nhà thấy không nên lục đạo luân hồi nó như màng lưới vậy, mình phải tin nhân quả thông ba đời không đơn giản nên từ nơi đó mà mỗi một người khi học Phật mình tin nhân quả rồi tự nhiên mình biết tu nhân tích đức thật sự sanh không mang đến chết không mang đi nhưng mà nghiệp mang theo mình thiện nghiệp ác nghiệp ác nghiệp chưa thì mình mang cái nghiệp đi nếu mà ác nghiệp thì mình mang cái nghiệp ác đi cái đó là tự làm tự chịu quý vị một trăm phần tự làm tự chịu hiểu được những nguyên lý này rồi tự nhiên tâm người thiện lành liền những việc thiện việc tốt gì mình làm được cố gắng nhất là khuyên người niệm phật khuyên người niệm phật mà bây giờ nó có cái zoom này quý vị chỉ người ta vào cái zoom này để mà cùng tu hay những đức thấy nhìn từng gia đình như giờ này mà gia đình của minh trung bốn năm người tụ tập như cô quảng tâm bình định mà bữa nào cũng nói năm sáu người sáu với người vô, vô tu hành gia đình Chứ tôi thấy quá đặc biệt vì, vì coi nhờ cái room này bây giờ này nè Mấy vị vô tu rõ ràng Những đức tin chắc 100% Chứ không có cái room này Giờ này không mấy người giữ cái thời khóa tu này đâu quý vị Không mấy người giữ cái thờ khóa tu này đâu Mà giờ này hồi nãy như đức thấy là hơn 800 người tu Gần 900 Mà chưa tính những cái trang thiện nhất tâm trực tiếp cho người ta tu Nó Thì vị biết rằng là Cái này là lợi ích rất lớn Nên như đức nói rằng là Ngôi chùa này xây không bỏ công, không bỏ cổ nhiều nhưng mà lại cứ kết quả trong thời đại 4.0 này Thêm cái nữa thật sự Mình không có chấp nhất vào nó để dễ dàng sanh Hết sức là cẩn thẳng Cái gì trong cuộc đời này đã tạo ra khó buông lắm Đã là không buông được thì đừng nói tới chuyện giảng sanh ừ. Chấp nhất lo âu sợ hại giữ gìn Sợ người ta lấy của mình Thật sự Không có giảng sanh được đâu quý vị Đã là cái tâm đó thì không giảng sanh được đâu Nó thật sự Dù tu có 100 năm đi chăng nữa nhưng mà tiền hoặc vật chất nặng nề đặt vào tâm màu đó Không có giảng sanh đâu Thật sự với vị Trong cuộc đời này duyên hợp duyên tan Thuận duyên nghịch duyên Nhưng mà phải nhìn thấu mới được Phải nhìn thấu Muốn giảng sanh thì cực lạc phải nhìn thấu Phải buông xuống được Thật sự mà nói Dù gieo bao nhiêu tình cảm cho cuộc đời này Chứ thật sự như bèo nước gặp nhau Đủ duyên thì đến hết duyên thì xa Hiểu được những nguyên lý này rồi Tự nhiên mình sẽ nhìn thấu buông xuống được còn nếu như mình không nhìn thấu buông xuống Thì bản thân mình sẽ bị Lục đạo lưng hồi xây chuyển qua hai luôn Đời đời kiếp kiếp Bữa nay làm chồng làm vợ Ngày mai làm cha mẹ anh em bạn bè Bây giờ thuận duyên gặp nhau Ngày mai nghịch duyên gặp nhau Bữa nay làm bạn Ngày mai làm kẻ thù Nó cứ xây dòng trong lục đạo lưng hồi Quay hoàng mãi trong cuộc đời này Nên thật sự mà nói Đức Phật khi nhìn được rồi Bác A-la-hán nhìn được rồi Đáng sợ cho cái dòng lãng quẳng này Ghê gớm lắm nên thật sự quý vị Nếu như một người nghe đạo tu hành của chúng ta Mà không nghe về nhân quả quý vị Dù là bây giờ Có cạo đầu sức gia trăm năm đi chăng nữa Thì cái tình chất của vật chất danh lợi Chùa chiền chẳng không mua được Chắc chắn Rất không được đó Nên quý vị thấy có những người mà Dù là tu hành nhiều chục năm Nhưng khi chết chết rất kỳ cục cũng Chết cũng không khác gì Người thế gian không tu Đây là cái mình thấy rõ ràng lúc Chết cũng tướng xấu Rồi chết nằm bệnh đau rồi nằm ngơ ngác có đầy đủ hết chứ đó là cái gì đó là cái nhân lúc mình còn sống cái nhân lúc còn sống không quân tập Một tiêu dạy thoát nên những đức nói rằng là quý vị bây giờ nghe nhân quả dù cỡ nào những đức nó thật sự dù cỡ nào quý vị biết những đức quý vị cũng nghe được vài câu nhân quả rõ ràng nên cái người mà những đức hướng dẫn quý vị đâu có đến nỗi hung dữ đâu chuyện ai nói những đức cái gì Vì đâu có nhào vô chữ nó đâu vì thấy rõ ràng không mà những đức có bao giờ kêu quý vị đi đi binh những đức chửi nào không không bao giờ thật sự thiện ác gì trong cuộc đời mình phải tin nhân quả đi vì hãy tin nhân quả đi thì đừng bao giờ nói rằng tôi binh người đó là người đó được không có đâu có cái quý vị binh người ta có tác hại thêm được gì đâu để những đức nên ghi bản thân những đức nói rằng là quả báo đến những đức làm sao để những đức tự trả cho xong những đức mong quý vị tăng phước duyên lên Những đức không nghĩ rằng quý vị thương những đức Bởi vì nhào vô mà để bị tạo nghiệp Những đức không mong mỏi điều này đâu Vì chúng ta Người nào cũng phải trả nợ trong cuộc đời Tự mình gieo thì tự mình trả thôi Chồng ớt ăn ớt, chồng cả ăn cà thôi quý vị Nên từ đó những đức không có bao giờ Mà nói rằng là tôi quan ức gì Mà quý vị nhào vô Binh giật tôi cũng có đâu thì tưởng nó binh giật những đức là những đức được Không có đâu Bảo vệ những đức không có đâu Những đức tin nhân quả không có ai bảo vệ những đức những đức gieo nhân gặt quả đến một ngày nào những đức trả nhân trả quả hết trơn rồi là tự nhiên không có việc gì đến những đức nữa chứ nhưng trong cuộc đời này chúng ta cứ nằm trong cái sự khảo sát suốt từ đây về thế giới cực lạc chúng ta phải được sự khảo sát suốt phải ừ. tin chỗ này phải được sự khảo sát suốt luôn chứ đừng có nói rằng bây giờ mình cầu thuận tiện thuận tiện thì cũng tốt nhưng mà sợ chấp thuận tiện thuận tiện là lại chấp thuận tiện khi người ta lấy cái thuận tiện thì mình lại không chịu nó nghịch viên, nghịch viên thì buồn phiền thì mình cũng dính hết chứ hả? nên nó phát tâm bồ tát đạo để chấp nhận trả nợ đến với cuộc đời này nên những đức mong quý vị mỗi một tổ chức làm nó có một cái khó của họ tùy duyên họ họ làm thiện họ hiểu hưởng thiện họ làm không tốt họ chịu nhân quả của họ thật sự mà nói trong lòng những đức bây giờ rất rõ ràng những đức không có còn quan tâm đến cái chuyện độ chúng sanh nhiều ít gì chỉ có cái là đủ duyên chúng ta Cùng khuyên nhau niệm Phật Tin nhân quả thôi Thật sự quý vị Nhân Đức bây giờ nó thật sự không có nói Trong lòng không có muốn cái gì Hờn trách những việc đã qua Ai đó xử sao cũng được Nên Nhân Đức nói rằng Nhân Đức gặp một người anh em Lúc trước cũng sống chung gần gũi nhau Khi Nhân Đức vừa mới Vừa mới đi Người anh em nó hiểu lầm Người anh em nó cũng mắng nhiếc nhiều đứa nói như đứa ghê xong những đứa gặp được người anh em như đứa dỗ da nhiều đứa nói không có gì đâu tình anh em mà thời gian quá lâu mà nếu tôi nằm vai trò như bạn lúc đó thì có khi tôi cũng như bạn thôi bạn đừng ngại không có gì cả tình bạn vẫn là tình bạn đừng gì một chút xíu đó mà chúng ta lại đá đổ hết tất cả những cái mà chúng ta đã từng làm bạn của nhau vì người đó lúc nào cũng bên cạnh những đức Đa bằng bên cạnh những đức Rất thiệt thà Có những cái thiệt thà có khi bị tác động Người ta đâu chịu nổi đó quý vị Mình không tha thứ cho người ta thì Người ta sẽ sợ mình và tránh xa mình Giữa mình với người ta sẽ mắc luôn tình bạn Quý vị à Trong cuộc đời có người sống Cái gì tha được thì tha đi Vì một tiếng mình là niệm Phật giảng sách Còn người không có niệm Phật giảng sách đi Người ta theo cái quy luật xử phạt đó cũng là nằm trong lục đạo thôi Còn mình là muốn giải sánh về cực lạc Tha được, tha hết Không cần quan tâm đó Không có gì thiệt thòi đó. Quý vị nhớ câu Chúng ta không có thiệt thòi Hãy tin chỗ này đi, không có thiệt thòi đâu Tương lai mình giải sánh về cực lạc thì thòi gì vậy Tha thứ hết Quý vị làm được điều này thì sẽ an lạc liền Dù người ta có đối xử với mình như thế nào Cũng tha thứ đi Đừng để trong tâm Hãy để có vật hiệu trong tâm Và hãy tin nhân quả đi Hãy tin rằng bản thân mình đã thiếu nợ thì phải trả Vì mình đã thiếu nợ Thì đời này mới trả Không trả đời này thì đời sau trả tiếp tục Phải trả hoài Có những người chúng ta trả nợ mà chúng ta còn hẹn Đời sau trả Có nhiều người mà đã từng hẹn đó Đời đời kiếp kiếp gặp nhau đúng không Bây giờ thôi phát nguyện lại Không muộn đâu còn sống là còn có cơ hội Ngày xưa phát nguyện sai rồi Bây giờ phát nguyện lại Đời này có nguyện sanh cực lạc đó. Có cô kia những đức thấy cái tấm hình của ghi mấy chữ dưới có để là con nguyện ở bên thầy những đức nói cô ghi lại con nguyện ở bên phật chứ sao nguyện ở bên thầy ngủ ghi okay. nguyện ở bên thầy chứ chàng con nguyện ở bên những đức là cô rớt lại đó những đức gì cực lạc còn cô ở đây á nghe không con nguyện ở bên phật chứ sao nguyện ở bên thầy chúng ta mang cái thằng tứ đại này bữa nay gặp nhau và ngày mai xa nhau rồi bất chợt lắm nếu ai đã nằm từ tuổi hơn 40 Sẽ nhìn được vô thường sâu một chút Ai nằm khoảng tuổi 50 mấy Sẽ nhìn vô thường càng sâu hơn nữa. Ai nằm tuổi khoảng 70 Sẽ thấy đúng là rõ ràng Một đời người như một cái khoảng móng tay Thật sự khi bị bốn mấy tuổi thì bị sẽ cảm nhận liền à, Nhưng mà phải có tu hành mới cảm nhận được nghe à, Có tu hành mới cảm nhận được Nên tu hành là gì? Tâm lượng mở rộng, khoan dung, tha thứ Phật A Di Đà cũng như vậy mà nhân địa tu hành thụ thắng nên cố gắng tha thứ đi quý vị đừng buồn giận ai để trong tâm những đức mong những người Phật tử quý mến những đức đừng bao giờ đi chửi rủa bất cứ ai cả đừng bao giờ nói cái tiếng binh những đức nam mô A Di Đà Phật những đức mong quý vị hãy xem lại chính mình chúng ta đang còn một ề chưa giải quyết xong kìa mọi người hãy tự giải quyết chuyện của mình đi quý vị không đủ thời gian để giải quyết gì việc của người khác đâu những đức đang ngồi nói chuyện với vị cũng đang giải quyết chuyện của mình đó nhưng mà nó lăng can những người hữu duyên thôi chứ những đứa con không giải quyết được chuyện cho quý vị đâu đừng có nói rằng cuối cuộc đời ai giải quyết chuyện giảng sanh cho mình quân tập mỗi ngày quyết định cuối cùng là minh nè người ta chỉ là người hỗ trợ thôi đừng có làm biến tu mà chờ đến lúc cuối cùng người ta giải quyết chuyện giảng sanh cho mình không có chuyện đó đâu không có gieo nhắn thì làm sao gặt quả được con đường này mình phải đi thôi Nhớ kỹ Mình phải niệm Phật thôi Phải tin chỗ này đi Tin phòng nhân quả là phù hợp nhất Khi cuối đời Người ta giúp đỡ mình chút thì điều đó tốt Không giúp thì mình cũng giải sanh vậy nó chắc ăn hơn Nên mong là quý vị nên nhận thức sâu sắc Đừng bao giờ nói câu gì những đức nhớ kỹ Và đừng bao giờ nói những đức bị thiệt thòi Và từ bây giờ tới đến khi những đức chết đi Những đức có gặp thêm bao nhiêu chuyện Sự trở ngại đi chắc Thương ghét khen chê Dù gặp sự cố gì Nhưng đứa cũng mong trả cho xong Món nợ ở cuộc đời này Và chỉ có một con đường Đó là muốn sanh cực lạc thôi Nếu ai là người cùng đồng hành Thì chúng ta cùng bắt tay để, để làm việc này Bắt tay để quyết chí việc này Là chúng ta khoan dung mà tha thứ hết Giống như câu chuyện nghịch duyên Nghịch duyên cỡ nào cũng niệm Phật giảng sạch Chở ngày cỡ nào cũng niệm Phật giảng sanh Đến khi bước lên đài sen Tuyệt vời là mấy vị khi chúng ta bước lên đài sen rồi chúng ta sẽ thấy mình không có thiệt thòi đâu hiểu không người thân gia đình như sáng như đến nói câu họ trở ngại mình cỡ nào đi chắc nhưng mình chỉ cần giảng sanh họ sẽ không đọa địa ngục mình giảng sanh họ không đọa địa ngục họ hành hạ họ chửi mắng họ hại mình mà mình hại lại là chắc chắn hai người phải đọa địa ngục nhớ kỹ nghe quý vị nhớ kỹ nếu quý vị chửi nhân đức mà nhân đức không chửi lại quý vị cứ chửi nhân đức là quý vị sẽ giúp cho những đức giảng sanh quý vị sẽ nhất định có phước báo nhưng nếu những đức chửi lại tuyệt đối bị đừng chửi nữa vì hai người này chắc chắn đi xuống là chắc chắn hai người đúng đầu vào thì hai đầu sẽ sưng và chảy máu hiểu chưa nên tha thứ đi quý vị đó là điều đặc biệt nhất của đạo phật dạy chúng ta chúc quý vị an lạc ai với đạo phật ai với đạo phật chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ai với đạo phật